Sau bão số 3 và mưa lũ, các diện tích cây ăn quả của huyện Kim Động đều ngập úng nặng nề. Hiện cùng với công tác tiêu úng, bà con tích cực xuống đồng, theo dõi mực nước rút, chuẩn bị các điều kiện để chăm sóc phục hồi cây trồng. Vườn cây hơn 1,5 mẫu, gồm hàng trăm gốc bưởi nhãn của gia đình ông Sơn ở thôn Đào Xá, xã Vĩnh Xá, dù ở khu vực cao trong đồng, song vẫn bị ngập nước. Đối với bưởi đã có 60% quả rụng, 40% còn lại cũng đứng trước nguy cơ hỏng do cây úng nước, móc quả. Nhãn thiệt hại ít hơn do đã thu hoạch xong, tuy nhiên cây ngập úng lâu ngày ảnh hưởng đến sinh trưởng và ra hoa, quả, vụ sau nếu không được tiêu úng và chăm sóc kịp thời. Riêng về cái lượng quả thì là quả mất một muốn mất trăm triệu, cả bưởi diễn từ bưởi hoàng rồi là bưởi tân nạc, càng cạn nhanh được sớm được thì cái tỷ lệ cây cứu được nó sẽ càng cao hơn. Và sau khi cạn thì chúng tôi sẽ tổ chức đi cắt bỏ những cành mà do gió bão dập gậy, chuyển sang là chăm sóc, chỉ sử dụng phân xúc bê lân. Xã Đồng Thanh là vùng trồng cây có múi lớn nhất của huyện Kim Động với diện tích khoảng 300 ha các loại cam, bưởi, chanh. Đối với giống cam Hưng Yên sẽ cho thu khoảng một tháng nữa, song do ngập úng lâu ngày khiến cho quả rụng và nứt vỡ. Còn lại bưởi, cam đường canh đã bắt đầu có hiện tượng héo lá, quả và chết cây. Biện pháp khắc phục chúng tôi vẫn cứ chỉ đạo các thôn vận động nhân dân là cố gắng hết mức có thể khoanh vùng và bơm dã chiến rồi bơm điện. Việc cần làm ngay để khắc phục hậu quả đối với các diện tích này là khẩn trương tiêu úng. Hiện xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Kim Động đã vận hành 100% máy bơm tiêu úng ở các trạm bơm với tổng số 127 tổ máy. Bà con cần tích cực theo dõi mực nước rút, bắt tay ngay vào việc dọn dẹp tàn dư, dựa vào tình trạng cây để thực hiện chăm sóc phục hồi cây phù hợp để cứu vớt phần nào thiệt hại do mưa bão gây ra.